hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Kính thưa quý vị, Hoài Đức Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và Hoài Đức Bơ xin chúc cho quý vị một cuối tuần thật vui vẻ. Chờ đón xem khách mời ngày hôm nay sẽ là ai đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh đặc sắc sau đây. Xem xong một vòng quán thì em thấy không gian đây sao? Quán ở đây đẹp anh, rộng, bước vô đây nó thoáng mát, tạo cái cảm giác khi mình ăn nó cũng thoải mái. Rồi bây giờ mình ăn cái gì ta? Bữa nay quá ngon đúng không nào? Món nào món nấy là đều đặc sắc, đều rất là ngấm, cho nên là anh rất là tò mò không biết là cái người đầu bếp nấu ra những món này là ai. Hay làm được xin gặp đầu bếp được không? Được không? Để em hỏi thử. Dạ, yeah, mình xin gặp đầu bếp ha. Anh là người nấu ra những món này hôm nay phải không anh? Dạ vâng ạ. Dạ anh, nó rất là ngon. Dạ, cảm ơn. Dạ, em cảm thấy rất là hợp khẩu vị của em. Em chuẩn bị quay cái chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. À. Dạ, cho nên là cần một đầu bếp thì không biết rằng anh có thể bằng lòng cái lời đề nghị này của em cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao không? Xin giới thiệu với Nam Cường là có hai người đầu bếp của hệ thống nhà hàng Vạn Biển này rất hâm mộ Nam Cường. Hai người này là cũng đầu bếp xịn sò của nhà hàng Vạn Biển. Em sẽ mời hai người đó tới với Khẩu Vị Ngôi Sao luôn. Dạ, vâng. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn chúc anh. Quý khách con mẹ. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình tiếp tục thưởng thức ha. Dạ, không mời anh. Không ai khác, một người bạn rất quen thuộc của Hoài Rapper, ca sĩ Nam Cường. Yeah, chào Cường. Dạ. Tuyệt vời. Ôi, rạng ngời mà không chói lóa nha. Cố ý mặc đồ sáng hơn mà sao không bao giờ mà đẹp tỏa sáng bằng Cường hết trơn á. Tại vì anh đen da em. Ờ, đương nhiên rồi, ý là có mấy cấp rồi rồi đó. Ủa, ăn gì mà trắng dữ vậy Cường? Ủa, sao ai cũng hỏi em câu này luôn á. Ờ. Mà em nói ra người ta không tin. Sao, ăn gì? Em trụng nước sôi. Bất ngờ với phương pháp làm trắng của Nam Cường. Nhưng khuyến cáo với quý vị, không phải ai cũng hợp đâu. Đừng thử tại nhà. Bây giờ Hoài Đức Bơ sẽ làm cho Nam Cường cảm thấy bất ngờ một tí nữa. Dạ, ghê ta. Bởi vì đến với Khẩu Vị Ngôi Sao, chúng ta sẽ có được những phần quà tinh thần, những món ăn ngon đến từ những fan hâm mộ. Nhưng fan hâm mộ ngày hôm nay là trường hợp rất đặc biệt nha. Đặc biệt luôn. Bất ngờ lắm luôn. Và bây giờ chờ đón xem hai fan hâm mộ đó là ai. Xin mời Nam Cường di chuyển đến khu vực tủ lạnh. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao với chiếc tủ lạnh rất hiện đại này của Hoài Đức Bơ. Nhưng mà để khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao, chúng ta cần gặp gỡ điều bất ngờ ngày hôm nay dành cho Nam Cường. Trời, nãy giờ nói bất ngờ mấy lần rồi đó mà em chưa biết cái gì bất ngờ luôn á. Và bây giờ xin mời Nam Cường cùng quý vị khán giả chào đón đầu bếp Quang Thúc và đầu bếp Bá Phú. Ta-da! Cường. Dạ, chào anh. Trời, chào anh. Giới thiệu với Nam Cường, đây là anh Quang Phúc và đây là anh Bá Phú. Hai siêu đầu bếp mời đến đây thấy bất ngờ không? Quen mà, ủa tôi dụ tới đây mà. Anh mới là người bất ngờ đó. Mình bị double bất ngờ. Đúng rồi. Xin mời hai anh giới thiệu về bản thân mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quang Thúc, hiện đang là đầu bếp trong hệ thống nhà hàng Gạn Biển. Cảm ơn anh. Còn anh ạ? Dạ, em là Bá Phú, em cũng là đầu bếp của hệ thống Gạn Biển. Thấy là nôn nóng rồi đó. Nhưng mà hai anh cùng hoạt động trong một nhà hàng như vậy á, mà bữa nay mình đối đầu với nhau thì có sợ bị sức mẻ tình cảm anh em không? Dạ không. Chắc chắn là hai anh có được những kinh nghiệm rất là quý báu.
vừa hợp khẩu vị với khách hàng nè, vừa tâm lý để đón xem là cái khẩu vị họ sẽ xu hướng như thế nào. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người sẽ cùng khám phá khẩu vị ngôi sao bên trong chiếc tủ lạnh này. Xin mời. Rất là thịnh soạn. Nhưng mà chắc chắn là những món này nấu không ngon bằng hai anh nấu đâu. Đây là những món mà em nấu đó. Em nấu để làm đề bài thôi. Anh Thúc và anh Phú hãy quan sát thật kỹ những món ăn này nha. Nam Cường, nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, trả lời câu hỏi thôi. Trong đây có những món bạn thích hay không? Có. Nhiều hay không? Không. Như vậy là trên 50% hay dưới 50%? 50. À, 50-50, như vậy 50% còn lại là những món mà bà Nam Cường không thích hoặc không hợp khẩu vị. Có món nào mà ghét ơi là ghét không, ăn vô bị dị ứng không? Không. Động vật và thực vật thì bạn thích ăn bên nào hơn? Trộn lẫn cả hai đi. Tại vì là thiếu cái này cũng không được mà thiếu cái kia cũng không được. Mỗi ngày bạn uống bao nhiêu lít nước? Khoảng 2 lít rưỡi đến 3 lít. Bạn có ăn chay không? Có. Rồi ok, rồi đóng tôi lại. Đó là những dữ liệu ban đầu để cho hai người chơi ngày hôm nay là anh Thúc và anh Phú nhớ thật kỹ về cái khẩu vị của bạn Nam Cường. Nhưng mà Nam Cường còn phải chia sẻ kỹ hơn một tí xíu nữa đi, là giữa cái hương vị mặn, ngọt, chua, cay, đắng, bùi thì bạn thích cái hương vị nào? Cường là người miền Trung cho nên là thích những cái gì nó đậm đà. Người miền Trung người ta rất thích ăn cay. Mà trừ em ra. Vậy em giới thiệu em là người miền Trung làm cái gì hả? Để cho biết là em ăn đồ ăn nêm nó phải đừng có bị ngọt quá. Nó phải có một tí cay thì cái vị nó mới dậy lên, mới kích thích được. Đúng rồi, nhưng mà đừng cay quá em sợ lắm. Còn chua, hết chua không? Cũng chua nhẹ nhẹ, tại vì là bản thân em á thì cực kỳ dễ ăn luôn. Dạ hả? Những dữ liệu đầu tiên để mình phục vụ Nam Cường ngày hôm nay đã có rồi. Xin mời hai anh di chuyển về gian bếp. Nào, đi thôi. Đầu tiên là chúng ta phải khám phá ra cái nguyên liệu chính ngày hôm nay sẽ là gì. Nguyên liệu chính gồm hai món chúng tôi chưa tiết lộ. Nhiệm vụ của anh Phú và anh Thúc sẽ cố gắng làm sao vượt qua được thử thách đầu tiên để giành quyền ưu tiên chọn một trong hai món này. Bởi vì hai anh, mỗi người đều có những sở trường của riêng mình. Sau lưng Nam Cường là một quầy mini, siêu thị nhỏ nhỏ. Có rất nhiều món ăn ngon trên đó. Và đó là những món ăn mà cả hai anh đã quan sát ở khu vực tủ lạnh rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là trong vòng 60 giây chạy thật nhanh, mỗi lượt đi được lấy một món. Và món đó các anh tiên đoán rằng hợp khẩu vị với Nam Cường. Nam Cường sẽ xác nhận kết quả xem ai có được nhiều món ăn hợp khẩu vị với anh ấy nhiều nhất, thì vị đầu bếp đó sẽ được quyền lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính nha. Đếm hiệu lệnh đi Cường, đếm ngược. Đếm tự nhiêu? Chầm. Trời ơi, đếm ngược thì ba đi cho nó ngắn. 3, 2, 1. Bắt đầu! Hết giờ. Cường, em muốn ra gian bếp của anh nào trước? Bên này đi. Bên Phú ha. Rồi, qua đây nào. Anh Phú lấy về đây 4 món. Trong 4 món này Nam Cường hợp khẩu vị với mấy món? Trong 4 món này có 3 món. 3 món, món nào? Trứng, bánh xù với lại là bạch tuộc. Cảm ơn Nam Cường. Như vậy là Nam Cường đã xác định rồi 3 món hợp khẩu vị tại gian bếp của anh Phú. Chúc mừng anh. Dạ. Và chúng ta kiểm tra bên anh Thúc nào. Anh Thúc nhìn thân hình vạm vỡ nhưng mà đi cũng khá nhanh, lấy được 5 món. Dạ. Trong 5 món này Nam Cường hợp khẩu vị mấy món? 4 món rưỡi. Sao, con cái nào nửa món vậy? Bún bún. Ồ. Thật sự là cái vị mà của lỗ thái Cường rất là thích. Nhưng mà không biết là nó có cay không. Nếu mà không cay thì Cường thích. Mà nếu mà nó cay thì mình thích nửa thôi. Như vậy là 4 món rưỡi theo sự xác định của Nam Cường thì anh Thúc đã vượt khỏi anh Phú. Anh Thúc có quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Chúc mừng anh. Một bên là cua, một bên là cá mú. Trời ơi, nặng có nhiêu đâu. Anh Thúc, anh có quyền lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính này. Anh lựa chọn món nào? Cá mú anh ạ. Tại sao anh chọn cá mú? Em dân miền Tây, gần sông nước cá thì nó quen thuộc. Cũng hợp lý ta. anh đã từng chế biến qua cá mú bao giờ chưa? Trong nhà hàng chế biến rất là thường xuyên. Xin mời Nam Cường. Đương nhiên phần cua còn lại đã thuộc về anh. Tưởng được chọn vậy. Anh Phú còn chọn gì nữa? Chọn con này với con kia. Chọn con này với con kia. Xin mời Nakun. Nakun sẽ trao cho anh Phú hai con cua. Wow, cũng hên nha. Hóa ra trong cái rủi này là có may. Bởi vì anh Phú có chia sẻ là anh ấy thích nấu hải sản. Thì cua cũng là hải sản. Anh tự tin không ạ? Dạ. Nhưng mà quan trọng hơn hết, hai anh không thể tự do nấu được. Chúng ta vẫn chưa có nguyên liệu phụ. Phải có nguyên liệu phụ mới tiết lộ ra được nguyên cái công thức tuyệt chiêu chế biến ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng với vòng tiếp theo. Đó chính là tiếp sức thực phẩm.
Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng để tiếp sức thực phẩm. Từng người chơi sẽ cố gắng tương tác với Nam Cường để có thể gặt hái được rất nhiều nguyên liệu phụ ngày hôm nay sẽ xuất hiện bởi chính đề bài trên màn hình. Và người đã có được quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính đó chính là anh Thúc. Anh sẽ cố gắng làm sao tận dụng khoảng thời gian là 90 giây. 60 giây đầu tiên là mình nhìn vào màn hình xuất hiện hình ảnh của nguyên liệu nào. Mình sẽ mô tả về nguyên liệu đó để cho Nam Cường hiểu. Và Nam Cường nhiệm vụ là ghi nhớ những cái nguyên liệu này. 30 giây tiếp theo là mình lập tức chạy về đây để lấy những nguyên liệu hợp lệ mà mình đã đoán trúng. Anh Thúc, anh không được phạm quy, không được nhắc bất cứ từ nào liên quan đến cái đáp án mà được liệt kê trên màn hình anh nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì tròn tròn đỏ đỏ? Cà chua. Giỏi. Đúng rồi. Tiếp tiếp. Cái gì mà có nhiều mắt? Dứa. Cái khác dứa. Giống dứa. Thơm. Hai từ. Trái thơm. Đúng rồi. Giỏi quá. Trái gì xanh xanh ngắn ngắn về luộc để chấm chao ăn nhớt nhớt á. Chấm chao trái bầu. Không phải. Nhỏ xanh xanh ăn nhớt nhớt á. À, đậu bắp. Đúng chính rồi. Xác luôn, giỏi quá. Chua giống chanh mà không phải chanh. Chua giống giấm. Không phải. Nó là trái cây hay là trái cây. Chua giống chanh mà phải cam. Không phải. 3 2 1 hết 60 giây, 30 giây, đi chợ, lẹ lên. Bây giờ nhớ được cái nào, hợp lại được cái nào, lấy cái đó. 30 giây là không có đủ đâu. Lấy một lúc luôn. Để quanh kia. Để không hợp lại là mất hết á. Lẹ lên. Còn 15 giây nữa. Lẹ lên. Ủa nãy nói cái gì của anh rồi? Lẹ lên. Nhớ. Gì? 5 4 3 2 1 hết giờ. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại đáp án nha. Đề bài đầu tiên. Cà chua, có cà chua không? Rồi có. Hợp lệ. Tiếp theo, trái thơm. Chính trái xác thơm. Luôn. Tiếp theo, đậu bắp. Đúng rồi, ăn nhớt nhớt. Đậu bắp. Đây đó. Me chín. Bạn cũng lấy me luôn. Lấy luôn. Nhưng mà cái lúc mà mình phán đoán đó, mình chưa nói ra được. Đúng nên rồi. Hợp lệ. Còn không ạ? Còn rau nấu canh chua. Chà, cụm từ này 4 chữ lần này hơi khó. Như vậy là với nguyên liệu phụ này, Nam Cường đã bị thiếu đi 2 nguyên liệu phụ. Trách nhiệm sẽ thuộc về bạn. Bạn có muốn món ăn mình ngon không? Có. Dạ, như vậy thì phải chịu hình phạt để đem về nguyên liệu phụ còn thiếu cho anh Thúc. Sẵn sàng nha. Nhưng mà bây giờ chờ đón xem anh Phú thì Cường có phải chấp nhận cái trách nhiệm với anh Phú hay không. Xin mời anh Phú vào vị trí. Và bây giờ anh Phú đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Anh có lợi thế là thi sau nên anh đã rút được kinh nghiệm, đúng không nào? 3, 2, 1, bắt đầu. Trái gì mà nó chua? Người ta thường nấu canh chua. Trái me. Trái nghĩa với cả từ héo. Héo là tươi. Gắp lại. Héo, tươi. Đúng rồi, hai từ. Me tươi. Chính xác. Người ta nói là cái gì càng già càng cay nhỉ? Gừng. Đúng rồi, phần dưới nằm dưới đất ấy. Củ gừng. Đúng rồi, giỏi quá. Nghêu hấp với gì? Nghêu hấp xả. Phần trên ấy. Cây xả. Trời ơi, hay quá, giỏi quá rồi. Cái rau gì mà nó xoăn xoăn mà mình chỉ dùng để hai trang trí sau đâu ra. Hết giờ. Rồi hết 60 giây rồi. 30 giây đi chợ. Chà. Thời gian không đủ luôn á trời. Thiệt á. Ráng lên Cường ơi. Cái gì nữa quên rồi. Lẹ Cường ơi. Hết rồi. Nhanh lên Cường ơi. Lẹ Cường ơi. Đợt này thông thả hơn hen. Và hết giờ rồi. Chúng ta kiểm tra lại đề bài. Đầu tiên là mẹ tươi, có mẹ tươi không? Chính xác luôn. Tiếp tục. Củ gừng. Đây. Chính xác luôn, hoàn toàn hợp lệ. Cây xả. Wow, chính xác luôn. Tiếp theo. Cái ngò tây. Ngò tây, ồ cái này chịu. Hơi khó đấy. Tiếp tục nào. Rau quế. Còn không ạ? Hết rồi. Như vậy là chúng ta thiếu ngò tây và rau quế. Hai nguyên liệu rất quan trọng để tạo mùi và sự hấp dẫn cho món ăn. Cường, sẵn sàng để chưa anh ra chưa? Rồi. Xin mời quý vị đến với phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Đó, mình phải khởi động trước khi bị phạt chứ. Đây là hình phạt. 10 cây nến đang được thắp sáng bầu trời ngày nay. 10 ngọn nến lung linh. Nhiệm vụ của bạn là happy birthday to you. Hồ đi ăn sinh nhật á hả? Chắc chắn là có một vị khán giả nào đó có ngày sinh trong ngày hôm nay. Thôi thì mình chúc mừng sinh nhật họ thôi. Bằng cách là mình sẽ thổi nến. Mà thổi không phải khách bình thường. Cái nón này phải để đội. Mà để làm một cái mỏ. Để làm hết cái phễu. Ủa, em tính ngược lại chứ. Đây. Đúng rồi. Bây giờ bạn phải thổi. Chỉ có một cái lỗ nhỏ ở đây thôi. Sử dụng cái luồng hơi ca sĩ của mình một cách chuyên nghiệp nhất để thổi hết 10 cái ngọn nến này trong vòng thời gian là 90 giây. Nếu như không vượt qua được, coi như là món ăn ngày hôm nay không hoàn hảo. Ok, chơi.
Hay quá, trò hay quá Cường ơi. Cố lên anh. Không được gặp tay nha. Rồi, 5 cây đầu là ưu tiên á, bây giờ buông tay ra nè. Đúng rồi, đúng rồi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Giỏi. Xuất sắc luôn. Như vậy, những nguyên liệu phụ bị thiếu đã thuộc về hai khổ chủ. Chúc mừng anh Thúc và anh Phú. Và bây giờ, đi lấy đồ thôi. Rồi. Với tài năng nấu nướng của hai siêu đầu bếp chúng tôi, có đoán được xem với công thức này mình sẽ chế biến món ăn ra sao hay không? Chúc cho anh Thúc và anh Phú nấu ăn thật ngon nhé. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ nhiệm vụ của mình mới là gì không? Ngồi chờ. Dẹp này nè. Ôi dạ. Đi, bắn cưng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Như vậy là chúng ta đã có được hai siêu phẩm của hai siêu đầu bếp chúng ta. Một bên là của anh Thúc, một bên là của anh Phú. Anh Phú đặt tên món ăn là gọi là gì anh? Món này gọi là cua sốt me. Cua sốt me. Me. Còn bên anh Thúc ạ? Là canh chua miền Nam. Rồi bây giờ xin mời anh Phú và anh Thúc về phía khu vực ghế ngồi ạ. Rồi đầu bếp thượng hạng có khác ha. Bây giờ khó quá ta. Mình thử món nào trước đây? Cái này trước đi. Bây giờ mình sẽ thử với món canh chua miền Nam. Anh Thúc đặt tình cảm như thế nào vào món ăn này ạ? Xin chúc anh Nam Cường với anh Hoàng là sức khỏe dồi dào. Chúc anh ngon miệng. Ảnh chân chất giống như người miền Nam vậy đó. Yeah. Rồi thử thôi Cường ơi. Nói về canh chua đó là cả một thế giới luôn. Bởi vì từng vùng miền sẽ có một cái công thức khác nhau. Đúng rồi. Thì đối với canh chua miền Nam này thì anh sử dụng bí quyết như thế nào ạ? Em nấu bằng me chín và thơm cho nó cái vị nó chua hòa quyện thanh, nó vừa phải, nó không chua quá mà. Tôi đi qua cầu khỉ rồi. Trời ơi, tôi thấy hẹn dừa rồi. Ôi, xa xa cánh đồng à. Wow, chim cò bay quá, phấp phới luôn. Trời, thấy nguyên miền Nam luôn vậy đó hả? Trời ơi, xuất sắc. À, nước rất là ngọt. Ngọt thanh. Mà cái chua nó không phải quá chua nữa. Chua nhẹ nhẹ, thoang thoảng thôi à. Trời ơi, công nhận nha, cá ngoài nó bơ lửa. Tôi dễ hận. Qua lửa hả? Anh bỏ con cá này vô vào công đoạn nào trong quá trình chế biến của mình? Khi mà nước lẩu sôi lên thì ta mới để cá vào. Ừ, ngon quá. Không còn gì để nói được. Quá ngon luôn. Đúng là kiểu mình đi ăn nhà hàng á anh. Ừ, đầu bếp nhà hàng mà. Cường rất là mê ăn canh chua. Ai nấu vậy? Nhưng mà cái kiểu nấu canh chua ở ngoài miền Trung nó khác ở trong này. Ở trong này nó có vị ngọt hơn. Là cái ngày đầu tiên Cường ăn canh chua gần bị dội ngược. Sao vậy? Ngọt quá. À, không nhưng, quen. Đúng rồi. Nhưng mà khi hôm nay ăn lại cái tô canh chua này, cái độ ngọt nó vừa phải. Đấy, cảm ơn anh Thúc rất nhiều. Rất là tuyệt vời món canh chua này ạ. Canh chua miền Nam. Rồi, bây giờ mình thử tới món cua. Nhưng bây giờ trả khẩu vị lại về con số 0 nè. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đây là thành quả của anh Phú. Anh Phú gói ghém tình cảm của mình như thế nào vào món ăn này để dành tặng cho Nam Cường ạ? Em xin được chúc anh Cường luôn mạnh khỏe và có thêm được nhiều sản phẩm âm nhạc nữa đến với công chúng để các em thêm người hâm mộ. Trời yeah. Ơi, xuất sắc chưa? Cảm ơn anh. Với một con cua á, thì Cường thích ăn phần nào của con cua? Lúc nào từ nhỏ đến lớn còn thích ăn cái càng. Ừ. Đó, tại vì... Ui dồi. Wow, cái này anh làm sẵn luôn rồi. Sẵn luôn rồi, trời ơi. Hay quá. Ôi. Thơm quá. Dậy mùi lắm luôn, trời ơi. Nè, tinh túy nằm ở tinh đây. Tinh túy. Trời ơi. Đó, vậy đúng chính xác luôn, cua đực mà cua thịt nữa nè. Bự chà bá luôn. Trời ơi. Ngon ngon lắm. Ngon lắm. Ồ. Cái phần này là phần sốt me nha. Dạ. Chua. Nó không có bị chua. Mình ăn ké, mình ăn cái que nhỏ nhỏ thôi. Thôi, ăn một miếng bự đi anh. Đó. Trời ơi, quan trọng là phần sốt me nè ông ơi. Nó đã.
Nè anh Hoàng nè, đó em nhường anh nè. Ủa anh làm sao hay quá, cái vỏ cua nó giòn lắm anh. Trong quá trình mình chiên á, mình dùng cái lửa nó nhiệt nó vừa tới, nó không bị nóng quá. Nóng quá thì nó sẽ bị cháy con cua, nó trong không chín mà ngoài bị cháy rồi. Đấy, nhiệt mà nếu mà nhiệt non quá thì ở trong thì thịt nó bị mềm. Xuất sắc. Ủa mà chiên ngập dầu không anh? Dạ cũng tương đối. Dạ. Xuất sắc. Bây giờ em mới biết bí quyết là phải chiên con cua trước. Trời chưa giờ đâu có biết đâu. Em đâu biết làm. Em mua con cua về. Anh biết gì ngoài ăn đâu. Biết gì ngoài ăn đâu. Biết luộc nha, biết luộc nha. Nhai luôn xuất cái vỏ được luôn á. 15 năm kinh nghiệm. Ăn sẽ không bị ngán. Xuất sắc nè. Tại vì có những bớt nói đi. Nói nhiều nó bị mất thời gian á. Tươi luôn á. Cảm ơn anh. Tuyệt vời lắm anh Phú ơi. Rồi. Chấm điểm đi. Chấm điểm hả? Bây giờ khó chấm quá. Quá khó luôn. Bên đây nào cũng ngon hết. Trời ơi. Thật sự hôm nay đúng là làm khó mình. Quá làm khó luôn á. Bởi vì là ví dụ như là một người mà không phải chuyên nấu ăn thì họ sẽ có người này người kia. Đúng. Nhưng mà với hai đầu bếp chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Cái cách mà đoán khẩu vị của ẩm thực, rồi cái cách mà họ nấu với cái kinh nghiệm mười mấy năm thì thực sự rất là khó. Đúng vậy. Vì nhưng mỗi món là 10 phân vẹn 10 luôn á. Giờ sao chỉ quyết định được một người thắng cuộc ngày hôm nay thôi. Ai trong hai siêu đầu bếp này, anh Thúc hay anh Phú đây? Sao luôn đó anh Hoàng. Bây giờ ơi. Như vậy, cả hai 10 điểm rồi đúng không? Đúng rồi. Chúng ta sẽ tìm một điểm cộng. Cái điểm cộng đó vừa may mắn mà là cũng sẽ giúp cho chúng ta quyết định được ai là người giành được 5 triệu đồng ngày hôm nay cùng với những phần thưởng của chương trình và nhà tài trợ. Món ăn nào khiến cho em có được nhiều cảm xúc hơn? Canh chua bên đây á, thì lại là một cái món khoái khẩu của Nam Cường rồi. Đúng vậy. Cho nên là mình ăn vô là mình thích liền. Bởi vì nó mang lại cho mình rất là nhiều những kỷ niệm. Còn với món cua rang me, ngoài cái khẩu vị ra thì cái hình ảnh cũng như là cái phần cua mình ăn nó thẩm mỹ á, phần cua nó giòn, thì đó giờ mình ăn thì mình không có cái cảm giác này. Bữa nay mới có cảm giác này. Đã dễ sợ. Cho nên Nam Cường xin được lựa chọn món cua sốt me. Yeah, chúc mừng anh Vũ là người chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng anh. Và cũng chúc mừng luôn anh Thúc. Ngày hôm nay là một món quà rất tuyệt vời anh dành tặng cho cả hai à. Xin cảm ơn anh. Nào, chúng ta lại đây thôi. Trên tay Hoài Đáp Bơi chính là những phần thưởng đến từ chương trình và đặc biệt là nhà tài trợ. Đây, giải nhì, một voucher trị giá 500 ngàn của nhà tài trợ, cùng với một phần quà đến từ chương trình đã dành tặng cho anh Thúc. Chúc mừng anh Thúc nha. Rồi, gửi tặng anh. Rồi, bây giờ Nam Cường ơi, hãy trao quà cho người về nhất đi nào. Chúc mừng anh Phú. 5 triệu đồng tiền thưởng cùng với voucher trị giá 1 triệu đồng và món quà đến từ chương trình chúng tôi dành tặng cho anh. Xin cảm ơn hai anh rất nhiều ạ. Không biết là anh Thúc rằng cái kết quả ngày hôm nay có ảnh hưởng gì với tình anh em đồng nghiệp của mình hay không? Đến nay chủ yếu là gặp anh Nam Cường là chính. Cảm ơn anh. Thật sự món ăn ngày hôm nay của anh rất là rất ngon. Rất là ngon, à. Dạ. Cảm giác của anh Phú như thế nào ạ? Cảm giác thì rất là vui khi mà được đến tham gia chương trình cùng với cả mọi người. Được mang đến món ăn nó ngon đến cho anh Cường. Dạ, rồi chắc chắn một ngày gần nhất Nam Cường sẽ có cơ hội để thưởng thức lại những món ăn và những món khác nữa của hai anh nấu ha. Dạ. Xin cảm ơn ca sĩ Nam Cường, xin cảm ơn hai anh Thúc và anh Phú đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.